Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh điện tử CL. Trong video hôm nay các bạn, tôi có một cái sản phẩm thế này các bạn. Đây là một cái súp điện. Các bạn cũng nghe nhiều cái súp điện ở trong những cái nghe nhạc, tức là cái dạng mà các bạn nghe nhạc hoặc là các bạn hát karaoke thì các bạn hay sử dụng những cái súp điện này. Thì cái súp điện này nó là cái gì các bạn? Tức là nó là một cái súp. Đó là một cái súp, hay nói cách khác là một cái loa nó đánh ở cái tần số thấp các bạn. Tức là nó sẽ cắt bỏ cái tần số cao đi, nó chỉ đánh cái tần số thấp mà thôi. Tức là nó làm cái tiếng nền cho cái nhạc hoặc là cái tiếng nền cho để chúng ta khi mà chúng ta hát karaoke. Thì hôm nay tôi xin có một cái sản phẩm này là có một người nhờ sửa chữa các bạn nhé. Cái loa này thì nó là cái loa súp điện, cũng là cái loa hàng hiệu đấy các bạn. Loa này nó là loa của cái nhãn hiệu là B3 hay còn gọi là Beta Tree các bạn. Thì cái loa này thì nó là loa 2,5 tấc các bạn nha, loa súp điện. Thì cái súp điện ở trong này nó có cái súp điện ở đây, nó có cái cả cái công suất các bạn nha. Cái công suất này thì tại vì nó lỗi các bạn nên thành ra chúng ta sẵn đây tôi sẽ mở ra và tôi review cho các bạn xem luôn cái loa súp điện này nó như thế nào. Chúng ta đi tìm hiểu trước các bạn nhé, còn cái phần hư chúng ta khắc phục sau. Cái loa này báo là nó không kêu các bạn, tức là nó có điện vào nhưng mà nó không có đánh được, không có tiếng ra. Bây giờ để chúng ta tìm hiểu như thế nào về cái loa súp điện này. Thì các bạn thấy cái loa này thì nó rất là đơn giản, là cái đầu vào tín hiệu thôi các bạn, nó chỉ có một cái đường cắm vào thôi, mà đường jack này người ta xài jack Canon các bạn nhé, tức là jack ba chân. Thì có một số người các bạn tranh cãi cái chỗ này các bạn này. Cái chỗ người tranh cãi chỗ này thì cái jack input này á, là chúng ta lấy cái chân số 1 là chân mát đúng không các bạn? Còn chân số 3 với lại chân số 2 thì người ta nói là lấy cả tín hiệu left và right đưa vào. Thì tôi thấy cái điều này tôi cũng đang nghi ngờ các bạn. Tại vì thường thường những cái loa mà nó mắc tiền hoặc cái loa của cái hãng tên tuổi, thường thường cái đường cắm vào này các bạn này, nó hay để chữ left right nếu mà chung. Còn nếu mà nó để không như vậy các bạn thì khả năng cái jack này nó là jack input balance, tức là balance tín hiệu, nó có một tín hiệu cộng, tín hiệu trừ và mát các bạn nha. Đó là cái đường input. Còn cái volume này thì khỏi nói, chúng ta cũng biết rồi, nó là cái vặn to nhỏ của cái súp đúng không ạ. Đây là điện vào đây các bạn, 220V. Còn đây nó có một cái, đây nó có một cái công tắc các bạn, chuyển mạch các bạn. Cái công tắc chuyển mạch này thì nó không phải là cái công tắc chuyển pha các bạn, tức là cái pha ngược hoặc pha thuận các bạn nhé. Nó là cái công tắc chúng ta chọn cái giải tần. Nó có một số người cũng nhiều khi cũng xài mà chưa quen cũng hay lộ lạo chỗ này các bạn này, thứ hai nhầm lẫn chỗ này. Tức là có một số cái công cái súp điện người ta để cái chỗ này là cái công tắc chuyển 90 hoặc là 180 độ hoặc là 0 độ. Nhưng ở đây cái công tắc này nó không có cái chức năng đó, mà nó là chức năng của nó là từ 30 cho đến 250 hạt nếu chúng ta nhả công tắc này ra đúng không bạn. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta nhả công tắc này ra là cái tín hiệu mà nó cắt bỏ, tức là từ 250 hạt này trở lên cho đến 20 kilo hạt là tai mình nghe được các bạn, thì nó sẽ cắt bỏ hoàn toàn. Còn cái tần số 250 hạt này cho đến 30 hạt này thì nó sẽ giữ lại để nó sẽ khuếch đại lên, nó đưa ra cái loa đánh này. Còn nếu như các bạn nhấn vô thì nó sẽ lấy cái tần số từ 120 hạt này trở xuống đến 30 hạt này là nó khuếch đại để nó đánh, tức là nó chọn hai cái giải này. Nếu các bạn, hay nói đúng hơn là nếu các bạn cắt cao á, thì các bạn nhả ra, tức là nó lọt một số cái tiếng trung hay tiếng tiếng tần số cao vô một chút. Còn nếu các bạn nhấn vô á, thì nó sẽ chọn tần số từ 30 cho đến 120 hạt mà thôi. Đó, đó là cái chức năng của cái nút bấm này. Rồi, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu bên ngoài của nó. Còn đằng trước này thì nó là cái gì các bạn? Nó là cái loa rồi đúng không các bạn? Đây ở trong cái lưới này đây các bạn. Cái lưới này thì cái loa này nó ở trong này nó có cái loa 2,5 tấc thôi các bạn, chẳng có cái gì các bạn. Cái loa chúng ta cũng gặp nhiều rồi, chẳng cần mở các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ mở công suất này ra, chúng ta coi bên trong nó có cái gì các bạn. Đây tôi mở ra đây. Ốc này ốc gài nhiễn các bạn nhé. Ốc gài nhiễn, nên chúng ta mở chúng ta phải chú ý coi chừng nó cháy răng các bạn.
Rồi, mở ra coi nó bên trong nó có gì các bạn nhé. Đây các bạn, đây là bên trong cái công suất của nó đây các bạn. Đây. Đây là bên trong cái loa các bạn này. Đó, cái loa 2,5 các bạn này. Đó, cái thùng này nó đóng nó không có ngăn cái phần công suất này các bạn. Nó lấy cái này nó áp cho luôn các bạn. Ở đây thì chúng ta thấy là gì các bạn? Nó xài một cái nguồn xung, đúng không các bạn? Đây các bạn này, nó xài nguồn xung. Nguồn xung này cũng khá đơn giản các bạn nhé. Nguồn xung ở dưới này các bạn này, ở dưới này con sò, con MOSFET công suất nguồn xung nó đặt ở dưới cái tấm nhôm này. Đó, còn đây là đây cái phần nguồn xung đấy các bạn. Còn đây là chắc cái phần công suất của nó đây các bạn. Phần công suất này thì nó xài IC các bạn. IC mà chắc IC này nó đánh theo cái kiểu glass T đấy các bạn này. Đó, các bạn thấy có hai cuộn lọc. Hai cuộn lọc. Con IC này chắc tôi nghĩ không lầm chắc là cái con TA 2022 các bạn. Để tôi sẽ mở ra thử xem có phải là IC đó không. Sẵn review cho các bạn xem luôn nhé. Thì chúng ta nếu mà chúng ta có mua cái loa này thì chúng ta cũng chú ý. Không phải các bạn, cái con này nó là cái con TDA 8954 các bạn. Cái con này thì nó không phải glass T. Mà con này là nó đánh theo cái kiểu là đánh theo kiểu là nó sẽ cái con này thì thực chất nó là cái con class D đúng không các bạn? Class D thì nó sẽ đánh hai kênh lại các bạn, nó đánh tức là nó đưa tín hiệu vô hai kênh là đánh rít lại. Tức là cái con này giống như là đánh rít mono các bạn, tức là hai kênh dồn một. Hay kiểu nói cách khác chúng ta hiểu là BTL đó các bạn. Đó. Đây là phần công suất của nó đây. Đó, nó chỉ có mỗi con này nó đánh thôi. Thì con này nó đánh khoảng nó được 100 mấy chục watt các bạn nhá. Đó, tức là công suất continuous nó tức là công suất nó liên tục các bạn. Còn đây các bạn này, đây là cái phần này là cái phần lọc của nó đây. Cái phần này tôi nghĩ là cái phần phân tần của nó đây các bạn, tức là nó sẽ cắt lấy mỗi cái phần cái tần số thấp để nó đưa vô cái mạch công suất này. Cái này cũng khá đơn giản các bạn nhé, nhưng mà cái mạch này rất là xịn sò các bạn, mạch này rất là đẹp các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái mạch này nó hư cái gì các bạn nhé. Để chúng ta sẽ ráp lại cái con này các bạn. Rồi các bạn, xong rồi các bạn, giờ ráp vào xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện để chúng ta thử. Cái này thì tôi cũng mới mở ra lần đầu thôi các bạn, tôi cũng chưa biết cái cấu trúc, nhưng mà cái dạng là nó đánh theo cái kiểu class D, đánh rít mono của hai cái công suất class D. Tức là trên cái con này CT thì nó đánh rít lại các bạn nha. Đó. Bây giờ cái phần giờ chúng ta sẽ cắm điện, chúng ta sẽ kiểm tra coi nguồn áp nó thế nào. Cái bo này thì báo là có nguồn vào các bạn nhé. Đây các bạn, cắm điện 220 đây các bạn. Rồi chúng ta bật nguồn lên xem các bạn. Ok, có điện vào đấy các bạn. Rồi các bạn sửa cái gì cũng vậy các bạn. Đầu tiên các bạn đo cái nguồn trước. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái nguồn cao áp trước để cấp cho cái mạch công suất các bạn nha. Đấy các bạn này, chúng ta để thang 50V DC xong các bạn. Này nó đánh 3 mấy V rồi các bạn này. Nó đánh tức là cộng trừ 3 mấy V các bạn. Cái này khá thấp các bạn nha. 25, 30, 32V các bạn. Đó, tức là cái con IC này nó chỉ chạy nguồn đối xứng. Tức là cái nguồn này bây giờ nó là ổn các bạn nha. Giờ tiện đây chúng ta đo luôn cái phần công suất out của nó xem các bạn. Tại vì nếu cả công suất out nó bị áp ra ngoài tức là nó lỗi các bạn nha. Không có áp out ra ngoài các bạn, tức là cái công suất này nó chưa bị lỗi. Như vậy là nó lỗi ở đâu các bạn? Chúng ta đo thử trên phần rề coi cộng trừ 15V nó cấp đây có không. Ở trên này nó có một cái giống như là cái rod server các bạn. Tức là cái này nó giống như là cái nó giống như cái mạch mà gọi là mạch lọc xúc. Tức là lọc tín hiệu các bạn. Để chúng ta đo thử xem nó có cái điện áp
cộng trừ 15V đây không các bạn? Đây, trừ 15 đây các bạn này. Đảo kim lại. Như vậy là có các bạn nhé. Như vậy là áp cộng trừ 15 vẫn đầy đủ. Chúng ta đo thử trên cái IC này xem nó lỗi gì các bạn. Đây là những con IC op amp các bạn này. IC op amp nó có nhiệm vụ là tức là dạng ở đây nó xài 4580 4560 các bạn. Ở đây xài 4580 các bạn nhé, tức là op amp đôi. Rồi. Khả năng là con IC này có vấn đề các bạn này. Cái áp ra ngoài cổng ao của nó bị dâng lên các bạn. Áp ra ngoài cổng ao nó bị dâng lên. Tức là con IC này có vấn đề. Cái giác này các bạn này, cái giác này đi vào đây các bạn này. Nó đi vào, tức là nó qua một cái cụm nó một cái mạch qua một cái cụm điện trở với tụ điện. Điện trở tụ điện này là một cái giống như là cái mạch cái tức là qua một cái mạch phân áp này các bạn này, qua tụ liên lạc các bạn này, đi qua một cái mạch này. Mà tôi thấy hai cái đường tín hiệu cộng trừ này các bạn này, tức là ngoài cái dây mát ra từ cái giắc canon này các bạn, đi vào đây nó đi vào cái chân số 5 với chân số 6. Như vậy nó đúng ra là cái mạch vào này không phải là cái mạch vào của left right được các bạn, mà nó chính là cái giắc vào của tín hiệu balance. Tức là các bạn nếu như các bạn lấy kể cả left và right vào hai cái đường này là coi như sai các bạn nhé. Cái này chỉ có lấy được một left hoặc right thôi, hoặc nói đúng ra là cái cổng sum lại. Tức là trước khi mà các bạn đưa vào đây thì nó phải có một cái cổng sum, tức là chúng ta phải chọn left right một trong hai, hoặc là nếu như có left hoặc right thì các bạn phải chọn những cái đường sum của nó, tức là vào đây nó không phải là đường tín hiệu của left right gộp lại các bạn nhé. Nếu mà left right được gộp lại thì nó phải vào hai cái IC, vào hai cái cổng op amp của IC các bạn nhé, chứ không thể vào một cổng được. Nếu mà vào một cổng thì coi như là cái này là tín hiệu balance, tức là tín hiệu cộng trừ chứ không phải là tín hiệu vào của left right. Rồi như vậy là khả năng cái con IC này, nếu mà ở đây các bạn, theo tôi nghĩ là cái mạch này người ta bị hư do cái lỗi là người ta cái mạch này là mạch nguồn xung. Khi mà các bạn cắm từ trên cái thiết bị trên đi xuống, các bạn cắm ở đây mà khi cái mát này chưa được nối đất, hoặc là cái thiết bị ở trên mà cắm xuống đây mà chưa nối đất thì nó sẽ phá vào IC này các bạn này. Đó, nó phá vào IC này. Cái đó là một cái trường hợp mà tôi nghĩ thôi các bạn. Cái cổng này của nó bị, cái cổng này của nó ao nó bị dâng lên các bạn này. Đó, tức là khi mà chúng ta, các bạn thấy chưa, thấy có tín hiệu là cái cổng này nó đã lên rồi. Rồi bây giờ chúng ta thay thử con IC này các bạn nhé. Các bạn nhớ là các bạn khi các bạn hàn mấy chân linh kiện dán này là tránh trường hợp nó dính chân nhau các bạn nhé, vì nó rất là gần các bạn. Đó, chúng ta tháo, chúng ta làm sạch rồi các bạn. Để tôi hàn lại con mới rồi các bạn. Đây, cái con này của nó đây các bạn. Khả năng con này chết. Rồi, giờ đo lại xem các bạn nhé. Rồi, ok rồi các bạn. Nó con này nó hết dần điện áp ra ngoài cổng out rồi các bạn. Rồi giờ chúng ta thử, chúng ta kích thử nó kêu các bạn. Ok, kêu đó các bạn. Đó, vậy kêu rồi các bạn này. Đó, nó kêu. Nó kêu cái chỉ tiếng bass không các bạn nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ lắp vào, chúng ta thử xem các bạn. Rồi, tôi bắn hai ốc thôi các bạn. Để thử xem nó có trục trặc gì còn mở ra được nữa. Các bạn cũng mở ra nữa, đỡ mất công các bạn nha. Rồi, giờ chúng ta lấy tín hiệu chúng ta thử các bạn. Rồi, đây các bạn. Tôi lấy cái jack buông sen này các bạn này. Nó cái trạm này các bạn này, tôi hàn vô cái jack cái đầu jack canon. Canon là canon đực các bạn nhé. Thì các bạn thấy là cái dây mát này, tôi đưa vào mát này. Còn bây giờ tôi giả sử như cái dây lép
Đúng các bạn, thì lép tôi đưa vào cái đầu số 3, rồi cái dây ra tôi đưa vào đầu số 2. Bây giờ chúng ta cắm cho chúng ta nghe xem được có tiếng bass thế nào nhé các bạn nhé. Đấy các bạn cắm vô. Rồi, bật lên xem các bạn. Gần như không có tiếng bass các bạn ạ, gần như là không có tiếng bass. Tức là sao các bạn? Như tôi nói các bạn là cái tín hiệu đầu vào này là tín hiệu của ba lan. Balanci tức là các bạn chỉ có đưa cái tín hiệu balanci đây tức là gì, các bạn nên phân biệt nó là balanci của left right và ba lăng của left right và ba lăng của tín hiệu các bạn nhé. Bây giờ chúng ta xả thử một cái cổng ra. Chúng ta xả một cái cổng ra thử xem chúng ta coi nó đánh thế nào. Giờ tôi thường thường là các bạn phải xả cổng số hạ số 3 bỏ đi các bạn nhé. Đó, giờ tôi bỏ cái cổng số 3 đi. Thì nếu mà bỏ các bạn nhớ nhớ là các bạn bỏ cổng số 3 này thì các bạn phải hàn cái cổng số 3 này nó nhập với mát. Để làm gì các bạn? Tại vì chúng ta đưa cái tín hiệu của cổng số 3 này lúc đó là coi như cái op amp này nó khuếch đại. Nó khuếch đại hồi tiếp là không có các bạn nha. Đây, thì chúng ta sẽ cắm thử. Đấy các bạn. Các bạn thấy nó xuất hiện trên ba ngay lập tức đúng không các bạn? Như vậy là chính xác là cái cổng này nó là cái cổng input balance của tín hiệu các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái giải tần này nó như cách thế nào. Đây là tôi đang để ở ngoài các bạn này. Thì các bạn thấy nó cũng vẫn lọt tiếng ca ra ngoài đúng không các bạn? Bây giờ tôi nhấn vô. Tức là nhấn vô là nó lấy từ 30 Hz cho đến 120 Hz đúng không ạ? Tức là từ cái dải này đến đây là nó lấy, còn từ cái phần còn lại nó bỏ hết, tức là nó cắt bỏ cái phần nó đi. Bây giờ tôi nhả ra thì tức là nó lấy từ 30 đến 250 thì các bạn thấy là cái tiếng ca này nó lọt cho một chút. Cái súp này khá hay các bạn nhé, cái súp này rất là khá hay. Cái đồ mắc tiền thì đương nhiên nó là cái đồ tiêu chuẩn đó các bạn. Rồi như vậy là tôi đã review cũng như nhân tiện tôi sửa cái loa này tôi review cho các bạn xem, và tôi cũng đã trình bày một số cái bên ngoài về cái cấu trúc của cái loa sub Beta Tree này các bạn. Nó cái loa này nó cũng khá là hay các bạn có thể sử dụng nó để các bạn hát karaoke cũng như các bạn nghe nhạc rất là thích các bạn. Nó tuy nó nhỏ nhưng mà cái công suất nó cũng là khá mạnh đúng không các bạn nhé. Rồi bây giờ thì tôi xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.